gặp gỡ tri kỷ của bạn vào đúng thời điểm có nghĩa là có một thời điểm hoàn hảo để hai người đến với nhau trong một mối quan hệ lãng mạn cả hai cá nhân đều đã trải qua quá trình trưởng thành cá nhân kinh nghiệm sống và những bài học của riêng mình và hiện đã sẵn sàng bắt tay vào một mối liên hệ sâu sắc và có ý nghĩa với nhau gặp được tri kỷ của mình vào đúng thời điểm có nghĩa là bạn đã thực hiện công việc nội tâm để hàn gắn những vết thương trong quá khứ phát triển khả năng từ nhận thức và trao dồi sự ổn định về mặt cảm xúc điều này cho phép bạn bước vào một mối quan hệ từ một nơi trọn vẹn và sẵn sàng về mặt cảm xúc thời điểm thích hợp cũng có nghĩa là bạn đang ở trong một giai đoạn của cuộc đời mà bạn cởi mở và sẵn sàng cho một mối quan hệ đã cam kết Điều này có thể liên quan đến sự ổn định trong sự nghiệp, cuộc sống cá nhân và hạnh phúc tổng thể của bạn. Điều này cho phép bạn đầu tư toàn bộ vào mối quan hệ với người ấy. Gặp được tri kỷ của bạn vào đúng thời điểm. Thường liên quan đến việc tìm kiếm một người có cùng giá trị, mục tiêu cuộc sống và khát vọng. Khi cả hai người đều đi trên con đường giống nhau và có tầm nhìn tương đồng về tương lai. Điều đó có thể tạo ra nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ lâu dài và trọn vẹn. Thời điểm thích hợp cũng có nghĩa là cả hai cá nhân đều sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển và hành trình cá nhân của nhau. Họ sẵn sàng học hỏi phát triển và cùng nhau vượt qua thử thách trong cuộc sống, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển chung. Thời gian có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như hoàn cảnh cá nhân, kinh nghiệm sống, và hành trình phát triển của cá nhân. Cuối cùng gặp được tri kỷ của bạn vào đúng thời điểm có nghĩa là tìm được người mà bạn có thể chia sẻ mối liên hệ sâu sắc và chân thật. Nơi cả hai cá nhân đều sẵn sàng bắt tay vào một mối quan hệ, hợp tác, yêu thương và tròn vẹn. Có một câu hỏi được đặt ra. Làm sao biết được bạn đang yêu một ai đó? Khi bạn yêu một ai đó, có rất nhiều điều bạn có thể làm một cách tự nhiên để thể hiện và nuôi dưỡng tình yêu đó, sau đây là một số hành động rõ ràng. Dành thời gian chất lượng cho nhau. Dành thời gian ở bên người mình yêu là điều quan trọng. Điều này có thể liên quan đến việc hẹn hò, tham gia vào các hoạt động chung, hoặc đơn giản là dành thời gian để trò chuyện và kết nối. Giao tiếp tốt là chìa khóa trong bất kỳ mối quan hệ nào. Khi yêu một ai đó, bạn sẽ chăm chú lắng nghe những suy nghĩ cảm xúc và mối quan tâm của người ấy cởi mở chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc mối quan tâm của mình hỗ trợ người ấy của bạn trong mục tiêu ước mơ và thử thách của người ấy là cách thể hiện tình yêu của bạn đưa ra lời đồng viên trở thành người cổ vũ cho người ấy và cho người ấy một bờ vai để tựa vào có thể tạo ra sự gắn kết tình yêu bền chặt tôn trọng ranh giới quan điểm và cá tính của người ấy là điều quan trọng. Bài tỏ sự đánh giá cao những gì thuộc về người ấy và những gì người ấy mang lại cho cuộc sống của bạn. Đó là một cách thể hiện tình yêu và lòng biết ơn. Yêu có nghĩa là ở bên ai đó trong lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, đưa ra sự hỗ trợ về mặt tinh thần, giúp đỡ một tay và là sự hiền diện đáng tin cậy là những hành động yêu thương tình yêu thường bao hàm việc hy sinh về hạnh phúc an vui của người mà bạn quan tâm điều này có thể có nghĩa là thỏa hiệp đặt nhu cầu của người ấy lên trước nhu cầu của bạn hoặc đưa ra quyết định ưu tiên hạnh phúc của người ấy đồng cảm và thấu hiểu những cảm xúc và trải nghiệm của người ấy là một cách thể hiện tình yêu thương và lòng trắc ẩn thực hiện những cử chỉ chu đáo bất ngờ hoặc những hành động tử tế nhỏ có thể thể hiện tình yêu của bạn và khiến người ấy cảm thấy đặc biệt và được đánh giá cao hãy tha thứ và xin lỗi tình yêu bao hàm sự tha thứ và khả năng xin lỗi khi mắc lỗi điều quan trọng là bạn phải thừa nhận và chịu trách nhiệm về hành động của mình cũng như nỗ lực giải quyết xung đột hãy nhớ rằng tình yêu là một trải nghiệm đẹp và phức tạp và nó mang tính cá nhân cách bạn thể hiện tình yêu của mình có thể khác nhau tùy theo mối quan hệ độc đáo của bạn và nhu cầu của người thân yêu của bạn. Và chúng ta hãy nhớ rằng, yêu bản thân, đó là một khía cạnh thiết yếu để có thể yêu một người khác một cách trọn vẹn và chân thành. Khi bạn yêu bản thân mình, bạn nuôi dưỡng ý thức lành mạnh về giá trị bản thân, lòng trắc ẩn và sự chăm sóc bản thân. Điều này cho phép bạn mang lại năng lượng tích cực và an toàn cho các mối quan hệ của mình sau đây là một số cách để rèn luyện lòng yêu bản thân thứ nhất chăm sóc bản thân ưu tiên sức khỏe thể chất cảm xúc và tinh thần của bạn tham gia vào các hoạt động mang lại cho bạn niềm vui thư giãn và thỏa mãn hãy chăm sóc cơ thể ăn uống bổ dưỡng uống đầy đủ nước tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ thứ hai thiết lập những ranh giới lành mạnh trong các mối quan hệ của bạn để bảo vệ sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn học cách nói không khi cần thiết và ưu tiên những nhu cầu và mong muốn của riêng bạn hãy thực hành lòng từ bi với bản thân hãy tử tế và thấu hiểu bản thân hãy đối xử với bản thân bằng tình yêu sự kiên nhẫn và sự tha thứ giống như cách bạn dành cho người thân yêu hãy chấp nhận những điểm không hoàn hảo của bạn và rèn luyện sự chấp nhận bản thân. Điều thứ tư, theo đuổi sự phát triển cá nhân. Không ngừng nỗ lực phát triển và trưởng thành cá nhân, đặt mục tiêu, học các kỹ năng mới và tham gia vào các hoạt động mang tính thử thách và truyền cảm hứng cho bạn. Điều này không chỉ nâng cao hạnh phúc của riêng bạn, mà còn làm phong phú thêm các mối quan hệ của bạn. Điều thứ năm, kỷ niệm những thành tựu của bạn, ghi nhận và ăn mừng những thành tích của bạn bất kể lớn hay nhỏ nhận ra điểm mạnh của bạn và ghi nhận những nỗ lực và thành tích của bạn điều thứ sáu bao quanh bạn với những người nâng đỡ và hỗ trợ bạn hãy tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực và những mối quan hệ độc hại làm hao mòn năng lượng và lòng tự trọng của bạn điều thứ bảy hãy thực hành lòng biết ơn nuôi dưỡng tư duy biết ơn bằng cách trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn tập trung vào những khía cạnh tích cực của bản thân và trải nghiệm của bạn lòng biết ơn giúp bạn thay đổi quan điểm của bạn và thúc đẩy tình yêu bản thân hãy nhớ rằng yêu bản thân là một hành trình liên tục và nó đòi hỏi nỗ lực nhất quán và sự tự nhận thức bằng cách yêu thương và chăm sóc bản thân bạn sẽ được trang bị tốt hơn để yêu thương và chăm sóc người khác một cách lành mạnh và tròn vẹn và khi đúng thời điểm bạn gặp được tri kỷ của đời mình. Bạn hoàn toàn sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ, trải nghiệm tình yêu sâu đậm bền chặt suốt cả cuộc đời. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại